Theo các doanh nghiệp, đây có thể nói là thời điểm khó khăn nhất của các doanh nghiệp từ trước đến nay khi phải chịu nhiều áp lực cùng một lúc. Chi phí đầu vào tăng, nguyên vật liệu, thuê kho bãi, thuê tàu, thậm chí có những lúc logistics đình trệ khiến xuất nhập khẩu điều đứng, chi phí tăng vọt. Khó khăn này thì rất nhiều doanh nghiệp gặp phải, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có một cái lượng hàng lớn như là doanh nghiệp của chúng tôi như tập đoàn Liên Phung hoặc là LF Logistics. Thì cái việc mà đưa hàng ra khỏi Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và chúng tôi đã có những cái thời điểm phải chuyển từ hình thức đi bằng đường biển phải đi chuyển sang hình thức đi bằng đường không, và điều này dẫn tới cái chi phí logistics của chúng tôi tăng rất cao. Doanh nghiệp đang phải tìm đủ cách để tự xoay sở để giảm các loại chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu nhưng không hề dễ dàng. Trong bối cảnh đó, các bộ ngành đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm và tiếp cận thị trường mới, đa dạng sản phẩm để hỗ trợ xuất khẩu. Ngành hải quan cũng tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, giảm ùn tắc, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm chi phí. Chúng tôi luôn xác định cái việc hoàn thiện các cái thể chế là cái nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, để trên cơ sở đó chúng có thể ứng dụng các cái công nghệ thông tin, rồi thực hiện các cái giải pháp về cải cách hành chính, rồi cắt giảm các chi phí cho doanh nghiệp. Giải pháp thứ hai là giải pháp về thực hiện cái giải pháp hướng tới hải quan phi giấy tờ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào thế giới, nhất là trong hoạt động logistics, thì việc giảm chi phí là rất khó khăn. Vì vậy, cần phải tính đến việc lập đội tàu container quốc tế, xây dựng hệ thống cảng biển, xây dựng chuỗi cảng container quốc tế quy mô tầm cỡ, hay thành lập hãng vận tải hàng không chuyên dụng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực trong cạnh tranh quốc tế.